chào mọi người nha. Thì hôm nay là Nam sẽ có một cái cặp mâm 5 cây mà dành riêng cho các anh em đi xe Winner. Winner V1 và Winner X luôn nha, đều được hết. Thì lúc trước á là cái mâm cho xe Winner là nó chỉ làm là mâm 6 cây là nhiều của Racing Boy. Cho đó là nó ra những cái mâm như là mâm Rapido. Tiếp đến là nó mâm ra mâm 8 cây của X1R dành cho chiếc Winner. Nhưng mà cái mâm 5 cây cho Winner thì nó vẫn chưa có. Đó, mà mỗi lần chúng ta muốn chơi chúng ta phải chế đủ thứ luôn, rất là cực. Và bây giờ thì hiện tại là mâm X1R 5 cây phiên bản nhỏ đã được làm cho chiếc Winner. Đó, nên mình cũng mới về hàng đây. Thì hàng nó cũng mới có thôi à, chứ chưa có ra lâu nha mọi người. Mới ra được có 1-2 ngày à. Bây giờ mình có rồi, mình review cho mọi người luôn. Thì cái mâm này nó sẽ có cái thông số là trước là 1.6. Đây mình sẽ bấm cho mọi người xem. Đó, thì đó, phía trước nè là 1.6, còn phía sau là 1.85. Và vành nó đều là vành 17 hết. Đó, thì nó sẽ có 3 màu cho các anh em có thể lựa, là màu đen, màu vàng và màu bạc. Thì cái cặp màu đen á, mình mới vừa treo lên kia trước thầy. Đây, đó, cái cặp đó cặp màu đen đó mọi người. Đó, màu đen nha, đen nó là đen mờ, chứ không phải là đen bóng. Rồi, thì đây là cặp màu vàng, vàng đồng. Trước hay là cặp màu bạc. Đó, rất là đẹp luôn, cho các anh em có thể dễ dàng lựa chọn nha. Mâm gáp y chang zin, không có chế bất cứ gì hết. Đó, phía trước là 1.6. Đây, nó ghi trên đây đây, 1.6 và 17 ha. Đó, của X1R. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, thì khi mà chúng ta đi cái mâm này á, sẽ gấp hoàn toàn như zin. Và nó sẽ tặng kèm cho chúng ta là một cái đĩa trước, cái đĩa của X1R luôn. Đây là cái đĩa của X1R đây. Đó, bao bì của X1R luôn nè, đĩa chính hãng luôn. Thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái dĩa trước để chúng ta có thể dùng cái lỗ từ bốn cái lỗ nhỏ này. Thì cái mâm này là mâm cùi nhỏ nha, nên là chúng ta sẽ được tặng kèm một cái dĩa trước để cho nó thuận tiện hơn việc lắp ráp. Đó, thì cái dĩa này cũng hết mấy trăm ngàn rồi. Đó, rất là đẹp luôn, rất là tươi luôn nha mọi người. Đó, một vàng đồng nè. Đó, đây việc lấy bốn con ốc của người ta bắt vô đây, nó xài trang zin không chế bất cứ gì hết. Rồi, qua đây mâm màu bạc. Đó, chúng ta sẽ được tặng kèm với một cái dĩa trước luôn. Còn đây là cái mâm phía sau. Phía sau của nó là 1.85 nha. Đó, quạt rất là đẹp. Đó, trước 1.6, sau 1.85. Thì đối với là cái mâm mà 1.6, 1.85 á, thì chúng ta để có mà đối với cái anh em ưng đi nhỏ thì chúng ta có thể đi là trước 70, sau 80. Hoặc là cái anh em mà muốn cho nó cảm giác như là nó đầm và nó chắc chắn xe một xíu á, nó không quá nhỏ, thì chúng ta có thể là đi trước là 70, sau 90 nha. Rất là đẹp luôn, trước 70, sau 90. Thì đặc biệt là 1.6 và 1.85, chúng ta đi cái cỡ size là trước 70, sau 90 là cực kỳ đẹp luôn. Nó vừa gọn nhẹ, chúng ta ôm cua nó rất là tự tin và thoải mái luôn nha. Đó, rất là ok, bám đường. Thì đối với mà cái vỏ mà chúng ta đi hiệu suất cao á, thì chúng ta có thể dùng là vỏ Michelin City Grip Pro. Thì cái cặp vỏ đó nó cũng giá thành nó cũng không quá cao đâu, mà so với chất lượng thì nó rất là tốt, chúng ta đi rất là thoải mái luôn nha. Đó, mâm màu bạc, đây màu vàng đồng, lo đợi một xíu. Đó, và tiếp theo là màu đen, ba màu. Đó, thì anh em nào cần thì có thể ghé Nam nha. Giá mâm là 1.850.000 một cặp. Đó, anh em nào ở thì muốn lắp ráp thì qua mình lắp ráp tại shop luôn. Còn anh em nào ở xa thì mình sẽ gửi hàng đi nha. Đó, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại là 090 234 8441 nha. Rất là nhiều cái anh em luôn, mâm hàng chính hãng X1R. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.